Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Dự kỳ họp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, cụ thể miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Trần Phước Sơn, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10 đối với ông Tô Văn Hùng, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đối với bà Cao Thị Huyền Trân. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất bầu ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Phạm Nam Sơn giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt các cá nhân được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ các chức danh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố, khẳng định trên cương vị công tác mới vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao và cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, việc kiện toàn các chức danh của Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, mà còn đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tôi xin chúc mừng các đồng chí được Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm bầu vào chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10 và các đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong thời gian qua sẽ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận với công việc mới và cùng với tập thể thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố điều hành linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các sở ban ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành nghiên cứu, thẩm tra theo quy định. Đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi giám sát.